Luật sư Jordan Seculo, Letitia James nhắm ngày Trump là chiếc cướp số 1. Joe Biden bị chỉ trích mãnh liệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng chống lại ông ta. Cử tri gốc Tây Ban Nha bác bỏ lời kêu gọi của Biden trong bối cảnh lo ngại và bất mãn về kinh tế. Luật sư Jordan Seculo, Letitia James nhắm ngày Trump là chiếc cúp số 1. Kính thưa quý vị thân mến, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Newsmax, luật sư Jordan Seculo nhấn mạnh việc Bộ trưởng Tư pháp Letitia James không ngừng theo đuổi cựu Tổng thống Donald Trump. Mô tả ông là chiếc cúp số 1 của bà trong vụ gian lận dân sự đang diễn ra chống lại ông. Seculo chỉ ra rằng nhóm pháp lý của Trump có kế hoạch tận dụng tu chính án thứ 8 để thách thức khoản tiền thế chân cắt cổ trị giá 464 triệu USD được đặt ra trong vụ án. Seculo nhấn mạnh sự cố định rõ ràng của James trong việc phá bỏ hình ảnh của Trump, miêu tả ngài là một ông trùm kinh doanh đã chín mùi để bị truy tố. Ông gợi ý rằng James nhằm mục đích tước đoạt tài sản và các dự án kinh doanh của Trump, bao gồm cả tài sản mai Lego mang tính biểu tượng của ông nhằm làm hoang ố danh tiếng của ông. Luật sư khẳng định, Letitia James coi Trump là một cuộc chinh phục cuối cùng của mình, các chiến thuật của bà ấy bao gồm chiếm giữ các tòa nhà, khóa cửa và phong tỏa tài sản, đều là một phần trong chiến lược của bà ấy nhằm miêu tả Trump là một doanh nhân vô đạo đức, không xứng đáng lãnh đạo đất nước. Ông cảnh báo rằng việc James tích cực theo đuổi Trump sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, đặc biệt đối với các công ty có trụ sở tại New York hoặc có tài sản đáng kể ở bang này. Ông cảnh báo không nên nguyên góp chính trị, gợi ý rằng James có thể nhắm mục tiêu vào những thực thể như vậy tiếp theo. Seculo nhấn mạnh bản chất không cân xứng của khoản trái phiếu trị giá 464 triệu USD áp đặt cho Trump, nhấn mạnh rằng nó vượt xa khoảng thời gian thông thường được cấp trong các vụ án liên quan đến số tiền lớn. Ông lập luận rằng hình phạt quá mức vi phạm của tù chính án thứ 8, cấm hình phạt tàn nhẫn và bất thường, đồng thời kêu gọi giảm hình phạt xuống mức hợp lý hơn, có thể khoảng 100 triệu USD. Seculo giải thích, mặc dù số tiền như vậy vẫn gây ra gánh nặng tài chính đáng kể, nhưng nó sẽ là kết quả công bằng hơn so với trái phiếu các cổ hiện nay. Chúng ta phải đảm bảo rằng hệ thống pháp luật của chúng ta không tha thứ cho các biện pháp trừng phạt khiến các cá nhân phá sản mà không có lý do chính đáng. Vị luật sư nhấn mạnh tính cấp thiết của việc kháng cáo quyết định trái phiếu, lưu ý đến khả năng xảy ra sự phân nhánh trên toàn quốc khi cho phép James tịch thu tài sản của Trump mà không bị kiểm soát. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của đội ngũ pháp lý của Trump trong việc thách thức phán quyết và đảm bảo kết quả kháng cáo thuận lợi hơn. Seculo khẳng định, trường hợp này không chỉ liên quan đến Trump, mà còn liên quan đến việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống pháp luật của chúng tôi. Chúng ta không thể cho phép các công tố viên có động cơ chính trị, sử dụng quyền lực không được kiểm soát và chà đạp lên quyền của cá nhân. Cuối cùng, Seculo nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ Trump trước những gì ông mô tả là một cuộc tấn công có động cơ chính trị do James dàn dựng. Ông kêu gọi công chúng tiếp tục cảnh giác và đứng lên chống lại sự lạm dụng quyền lực, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền của tất cả các cá nhân, kể cả các cựu tổng thống, trước sự đàn áp không chính đáng. Joe Biden bị chỉ trích mạnh liệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng chống lại ông ta. kính thưa quý vị thân mến, cựu thống đốc bang Arkansas, Mike Huckabee, chỉ trích chính quyền Joe Biden và đảng dân chủ hạ viện về cách xử lý thủ tục luận tội tổng thống Joe Biden. Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm thứ Năm, Huckabee kêu gọi đảng Cộng Hòa tiếp tục tổ chức các phiên điều trần luận tội, trích dẫn những bằng chứng quan trọng chống lại Biden. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự cần thiết của đảng Dân Chủ phải bị lay động trước khi tiến hành bỏ phiếu luận tội. Nhận xét của Huckabee được đưa ra sau phiên điều trần luận tội công khai do đảng Cộng Hòa chủ trì hôm thứ Tư mà các đảng viên đảng Dân Chủ đã cố gắng phá vỡ bằng cách viện đến trò lừa bịp của Nga và đeo mặt nạ Vladimir Putin Bất chấp những trò hề này, lời khai từ các nhân chứng Tony Populinski và Jason Galanis đã cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về việc Biden có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden, cả trong và sau nhiệm kỳ phó tổng thống của ông. Huckabee than thở, điều đáng buồn là những phiên điều trần ngày hôm qua rất thực chất, nhưng các phương tiện truyền thông chính thống sẽ giả vờ rằng những điều đó không thực sự xảy ra và không có bằng chứng nào cả. Huckabee chỉ trích việc giới truyền thông bác bỏ các bằng chứng được đưa ra trong các phiên điều trần, nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý nhiều hơn đến các vấn đề hiện tại. Ông kêu gọi đảng Cộng Hòa tiếp tục điều tra, nhưng cảnh báo không nên tiến hành bỏ phiếu luận tội cho đến khi họ có thể đảm bảo đủ sự ủng hộ của lưỡng đảng. Huckabee khuyên rằng, trừ khi bạn có số phiếu tuyệt đối, chắc chắn để thông qua các cuộc luận tội, cách chơi thông minh là tiếp tục các phiên điều trần, tiếp tục điều tra nhưng đừng đưa nó ra bỏ phiếu cho đến khi bạn có một số đảng viên đảng dân chủ sẵn sàng bỏ phiếu cùng bạn. Huckabee cũng lên án những trò hề của hạ nghệ sĩ Jared Moskowitz trong phiên điều trần nơi ông đeo mặt nạ Vladimir Putin cho rằng điều đó là thiếu tế nhị trước những khó khăn mà nhiều gia đình Mỹ phải đối mặt. Huckabee nhận xét rằng điều đáng buồn là có những gia đình Mỹ không thể trả tiền thuê nhà, họ còn không thể mua hàng tạp hóa như cách đây vài năm và anh chàng này đang đi lại với chiếc mặt nạ và nghĩ rằng điều đó thật buồn cười. Bình luận của Huckabee nhấn mạnh tính nghiêm trọng của thủ tục luận tội đối với Biden và sự cần thiết phải có sự hỗ trợ của lưỡng đảng để đảm bảo một cuộc điều tra công bằng và kỹ lưỡng. Ông chỉ trích các đảng viên đảng Dân Chủ vì nỗ lực hạ thấp bằng chứng được đưa ra và kêu gọi cả giới truyền thông và các quan chức dân cử phải chịu trách nhiệm cao hơn. Khi đảng Cộng Hòa tiếp tục thúc đẩy cuộc điều tra luận tội, nhận xét của Huckabee như một lời nhắc nhở về mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Biden và tầm quan trọng của việc duy trì các nguyên tắc công lý và trách nhiệm giải trình trong nền chính trị Mỹ. Cử tri gốc Tây Ban Nha bác bỏ lời kêu gọi của Biden trong bối cảnh lo ngại và bất mãn về kinh tế. Kính thưa quý vị, những nỗ lực của tổng thống Joe Biden nhằm lôi kéo cử tri gốc Tây Ban Nha ở các bang biên giới như Arizona đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội khi người dân bày tỏ sự bất bình với các chính sách và lời lẽ khoa trương của chính quyền. Trong một điểm dừng chiến dịch gần đây ở Phoenix, Biden đã phát động chương trình Latinos con Biden Harris nhằm thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng Latin. Tuy nhiên, các cử tri gốc Tây Ban Nha ở Arizona đang bày tỏ sự thất vọng và hoài nghi, viện dẫn những khó khăn về kinh tế, lạm phát và nhận thức về sự thiếu quan tâm đến những lo ngại của họ. Monet flores Floresback, một cư dân Arizona 25 tuổi, và là con gái của một người nhập cư Guatemala đã chỉ trích chiến dịch tranh cử của Biden chỉ là làm phiền cộng đồng người Latin. Bà nhấn mạnh những khó khăn về kinh tế mà người gốc Latin ở Arizona phải đối mặt, đặc biệt là do lạm phát đã làm xói mòn sức mua của họ, khiến việc đạt được giấc mơ Mỹ ngày càng khó khăn. Floyd Sparks nhấn mạnh rằng lời hung biện của Biden không phản ánh sự hiểu biết thực sự về những thách thức mà các gia đình người Latin trong bang phải đối mặt. Tương tự, Moses Sanchez, một sĩ quan nhỏ của hải quân hoa kỳ đã nghỉ hưu nhập cư từ panama lặp lại quan điểm của floyd bax nhấn mạnh sự mất kết nối giữa đảng dân chủ và cử tri latin sanchez chỉ trích chính quyền đã không giải quyết các vấn đề quan trọng như ổn định kinh tế tội phạm an toàn công cộng và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ ông lập luận rằng các chính sách của biden đã không cải thiện được cuộc sống của những người gốc latin chăm chỉ và đặt câu hỏi về khả năng của đảng dân chủ trong việc gây tiếng vàng với các cử tri gốc latin ở Arizona. Joe Rivas, một chủ nhà hàng ở khu vực Tucson, người gốc El Salvador, cũng bày tỏ sự thất vọng với khả năng lãnh đạo của Biden, cho rằng giá xăng cao và sự rời xa các giá trị đạo đức truyền thống là những yếu tố khiến người Latin rời bỏ đảng Dân Chủ. Rivas, ông bố ba con, cho rằng các ứng cử viên bảo thủ như cựu tổng thống Donald Trump nên phù hợp hơn với các giá trị và ưu tiên của cử tri gốc Tây Ban Nha đặc biệt là những người coi trọng sự chăm chỉ và ổn định kinh tế. Những quan điểm mà Floyd Sparks, Sanchez và Rivas bày tỏ phản ánh những mối quan ngại rộng lớn hơn trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha về đường hướng của đất nước dưới thời chính quyền Biden. Những thách thức kinh tế, lạm phát và sự thiếu tập trung vào các vấn đề quan trọng đã khiến nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha đặt câu hỏi về sự ủng hộ của họ dành cho Biden và đảng Dân Chủ. Dữ liệu thăm dò gần đây càng nhấn mạnh thêm động lực thay đổi trong khu vực bầu cử gốc Tây Ban Nha. Một cuộc thăm dò của New York Times, Siena College, tiết lộ rằng cựu tổng thống Trump dẫn trước Biden 6 điểm trong số cử tri gốc Tây Ban Nha, cho thấy sự ủng hộ đối với chính quyền hiện tại trong nhóm nhân khẩu học này đã giảm đáng kể. Khi Biden tiếp tục nỗ lực vận động tranh cử nhằm huy động cử tri gốc Latin, đặc biệt là ở các bang như Texas, ông phải đối mặt với một trận chiến khó khăn trong việc giải quyết các mối quan tâm và ưu tiên của cộng đồng người gốc Tây Ban Nha. Sự bất mãn ngày càng gia tăng của các cử tri gốc Tây Ban Nha ở Arizona và hơn thế nữa làm nổi bật sự cần thiết của chính quyền để đánh giá lại cách tiếp cận và chính sách của mình nhằm lấy lại niềm tin và sự ủng hộ của nhóm nhân khẩu học quan trọng này trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.